Có một trứng ngỗng rồi, thấy sáng đi lượm trứng ngỗng rồi cả nhà ơi. Có ai như ngỗng quá, tôi mê ăn mà không về nhà luôn không? Sáng giờ nghi lắm mà đã tới giấc này 8-9 giờ mà không thấy về nhà nè. Bốn trứng nè. Vậy là sáng nay đẻ ruộng 4 trứng, hôm qua đẻ 2 trứng, hôm nay là đẻ 4 trứng luôn.